Nhã Phương mất bình tĩnh, hiếm hoi công khai ghen tuông Trường Giang. Suốt 6 năm sống chung, Nhã Phương và Trường Giang được nhiều người nhận xét là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc viên mãn của VBIS. Dù nam diễn viên thỉnh thoảng bị tréo tên vì ồn ào tình ái trong quá khứ nhưng bà xã của anh rất khéo léo, không nên tiếng vạch áo cho người xem lưng trên mạng xã hội. Ấy vậy mà, trên trang cá nhân, Nhã Phương vừa có bài đăng công khai thể hiện cảm xúc ghen tuông khi chứng kiến khoảnh khắc Trường Giang cặp kè với bé ba. Nữ diễn viên sinh năm 1990 viết, ở với vợ ăn ức gà, ở với bé ba gà rán. Là sao? Thiết âm mưu gì đây? Hèn chi vui vẻ tung tăng quá chừng. Bài đăng của Nhã Phương khiến nhiều khán giả thích thú. Chưa dừng lại đó, ở phần bình luận, Nhã Phương còn chụp lại bình luận Trường Giang được bé ba khen dạo này trong ống. Cứu tôi, cô hài hước thốt lên. Được biết, danh tính bé ba mà Trường Giang cặp kè và khiến Nhã Phương mất bình tĩnh không ai xa lạ, đó là ca sĩ Ngô Kiến Huy. Được biết, Trường Giang và Ngô Kiến Quy đang đi quay chung với nhau. Màn ghen tuông công khai của Nhã Phương nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả quan tâm, thích thú. Nhiều bình luận tung hứng cùng nữ diễn viên, xứ cô fan này phải làm lớn chuyện để dằn mặt bé ba. Ngoài ra, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng người khó. Gần đây, Trường Giang xuất hiện tại một sự kiện và dẫn theo con gái đầu lòng Destiny. Khoảnh khắc cận mặt nhóc tên nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội vì ái nữ nhà Trường Giang, Nhã Phương sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu thừa hưởng nhiều ghen trội của bố mẹ. Nếu Trấn Thành có hội bạn thân đình đám thì Trường Giang cũng có những người anh em thân thiết tham gia show truyền hình cùng nhau gồm Ngô Kiến Huy, Tiến Luật, Trương Thế Vinh, Khả Như. Lúc nào danh hài sứ quản cũng là người chăm sóc cho đàn em của mình.